hành trình chơi số 1 cặp mùa 6 đã đi tới chặng đường cuối cùng. Chương trình năm nay đã chứng kiến nhiều điều thú vị đến từ 12 thí sinh tham gia cuộc thi, rất nhiều ngành nghề lần đầu tiên xuất hiện trong trời số 1 cặp và các cặp đôi thí sinh đội trưởng cũng đã mang đến thật nhiều phần trình diễn đẳng cấp, mãn nhãn, đầy màu sắc nhưng không kém phần hài hước. Và tại đây, ba gương mặt xuất sắc nhất cũng đã được lộ diện, đó là diễn viên Tùng Min thuộc đội của đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân, siêu mẫu Á hậu Hoàng Thùy của đội trưởng Bùi Lan Hương, và cuối cùng là cậu út của chương trình, TikToker Hải Đăng Du cùng đội trưởng Giang Hồng Ngọc. Tổng kết điểm tạm thời, vị trí dẫn đầu đang thuộc về thí sinh Hải Đăng Du, theo sau đó là Tùng Min và siêu mẫu Hoàng Thùy. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trên sân khấu để mang đến những phần trình diễn ấn tượng nhất, cả ba thí sinh đã chứng minh cho khán giả thấy mình là những chiến binh xuất sắc nhất để có mặt trong cuộc chiến thành âm, cuộc chiến cuối cùng đầy cam go để quyết định ra ai sẽ là quán quân của trời số 1 cặp mùa 6. Nơi
Xin cảm ơn phần trình diễn vô cùng ấn tượng đến từ ca sĩ Tùng Dương đã mở màn cho chương trình chơi siêu cặp mùa thứ 6 cuộc chiến thanh âm. Giới thiệu đến quý vị, ca sĩ Tùng Dương cũng chính là giám khảo khách mời của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Và ngay bây giờ Huy xin phép được giới thiệu hai vị giám khảo sẽ đồng hành cùng với giám khảo khách mời Tùng Dương ngày hôm nay nữa, một gương mặt quen thuộc, giám khảo cố định kiêm giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Huy Tuấn. Và một người giám khảo khách mời ngày hôm nay sẽ xuất hiện cùng với chúng ta, xin được giới thiệu nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Ngày hôm nay chúng ta vô cùng rực rỡ. Và bây giờ xin mời các anh chị, chúng ta sẽ cùng trở về vị trí của mình để bắt đầu chương trình ngay bây giờ. Xin mời ạ. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chơi Siêu Một Cặp mùa 6 cuộc chiến thanh âm. Chơi Siêu Một Cặp do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, được phát sóng vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Và chúng ta đã trải qua một hành trình vô cùng cam go và đã tìm ra được ba thí sinh xuất sắc nhất, đó chính là diễn viên Tùng Min, á hậu siêu mẫu Hoàng Thùy, TikToker Hải Đăng Du, và họ sẽ có mặt trong đêm chung kết đầy quyết liệt để tìm ra ngôi vị quán quân xứng đáng nhất. Và trận chiến cuối cùng với chủ đề cuộc chiến thanh âm hứa hẹn sẽ mang đến đây những tiết mục hấp dẫn và đầy mãn nhãn. Quý vị hãy cùng chờ đón xem nha. Xin chào nhạc sĩ Huy Tuấn. Hành trình của Chơi Siêu Một Cặp mùa thứ 6 cũng đã dần khép lại rồi. Đêm nay là đêm chung kết. Thì anh có thể chia sẻ cảm nhận của mình về Chơi Siêu Một Cặp mùa thứ 6 năm nay được không ạ? Năm nay chúng tôi lại có được một lứa thí sinh thực sự là đặc biệt. Họ là những cái người ngay từ đầu, những vòng đầu tiên họ đã thể hiện được rất là tốt những cái cá tính âm nhạc của mình rồi. Và hành trình âm nhạc của họ cho đến ngày hôm nay thực sự là rất là thuyết phục. Nhất là ba thí sinh của chúng ta, họ không phải ngẫu nhiên mà có mặt ở trong cái đêm chung kết. Bởi vì những gì mà họ thể hiện, họ đã cho thấy rằng mình là ứng cử viên sáng giá. Đi đến gọi là trận chiến cuối cùng ngày hôm nay thì đấy là một cái phần thưởng lớn nhất dành cho cái hành trình cũng như cái sự cố gắng của họ đối với Chơi Siêu Một Cặp. Và trước khi họ bước ra sân khấu trình diễn thì anh có lời động viên gì cho top 3 của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Tôi nghĩ đây là một trận chiến cuối cùng thì không còn gì để mất. Không còn gì để mất cả. Ba thí sinh của chúng ta rất là đồng đều. Bản thân tôi thực sự là đau đầu với cái việc là lựa chọn ai có thể xứng đáng để chiến thắng cuộc thi năm nay. Và tôi nghĩ rằng các giám khảo của tôi ngày hôm nay cũng sẽ gặp cái vấn đề tương tự. Vâng ạ, chắc chắn các vị giám khảo trong đêm nay của chúng ta sẽ cực kỳ áp lực, bởi vì đây là trận chiến cuối cùng và quyết định xem ai sẽ giành được ngôi vị cao nhất của Chơi Siêu Một Cặp mùa thứ 6. Và cảm ơn nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Tùng Dương, đây là lần đầu tiên anh đến với chương trình Chơi Siêu Một Cặp, lại đúng vào đêm chung kết. Thì cảm xúc của anh như thế nào ạ? Dương rất là vui, dù là không phải là được tham gia những cái số trước, nhưng mà cũng vẫn là một khán giả theo dõi của Chơi Siêu Một Cặp. Tiêu chí chấm điểm của anh trong một tiết mục trình diễn trên sân khấu là như thế nào? Anh có thể chia sẻ được không ạ? Anh Huy Tuấn đang dọa là cả ba thí sinh đều tốt đồng đều, cho nên chúng tôi lại càng khó. Hoang mang vậy. Đấy, đúng rồi. Dương nghĩ là thôi các bạn cứ làm tốt. Mà thực ra thì đương nhiên phải có người nhỉnh hơn. Nhỉnh hơn ở mặt này, nhỉnh hơn về mặt kia. Thì chúng tôi sẽ chấm theo cái tiêu chí là cái người có cái bứt phá nào đấy trong cái đêm chung kết. Dạ, cái chỗ bứt phá trong đêm chung kết chắc chắn cái điều đó sẽ làm cho chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn, đúng không ạ? Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương là một người đã đồng hành cùng với Chơi Siêu Một Cặp liên tiếp. Mùa này là mùa thứ 3 rồi, đúng không ạ? Thì không biết là khi quay trở lại cảm xúc của chị như thế nào ạ? Biên tập chương trình có nhắn Hương thì Hương lập tức là nhận lời ngay. Vì sao? Bởi vì là đây là một cái sân chơi mà Hương nghĩ là rất là hứng thú đối với Hương, gây sự tò mò đối với Hương. Hương đã theo dõi chương trình này từ đầu mùa đến giờ. Cái đêm chung kết này thì Hương rất là mong chờ cái sự đặc biệt, khác biệt, sự bùng nổ. Bởi vì thường thì đêm chung kết sẽ là một cái đêm bạn ấy sẽ là mang hết tất cả những cái gọi là tinh hoa nhất của đội của mình ra. Thì Hương rất là vinh dự và tự hào khi được ngồi đây với anh Tuấn và là với lại Tùng Dương. Hương chúc cho các thí sinh hôm nay là đạt được coi như là cái mà mong muốn của các bạn ý, cũng như là thuyết phục được ba vị giám khảo. Đêm nay phải nói là đêm cuối cùng với Chơi Siêu Một Cặp mùa thứ 6 rồi, cho nên là có bao nhiêu năng lượng thì hãy tung hết trong đêm nay. Xin cảm ơn các vị giám khảo. Và trong đêm thi hôm nay, các thí sinh của chúng ta sẽ thể hiện một ca khúc song ca cùng với đội trưởng của mình.
Và kết thúc mỗi vòng thi, chúng ta sẽ biết được số điểm của hai vị giám khảo khách mời. Và số điểm của nhạc sĩ Huy Tuấn sẽ được giữ bí mật đến cuối vòng thi. Và số điểm trong vòng thi ngày hôm nay sẽ quyết định xem thí sinh nào có cơ hội giành được ngôi vị cao nhất của Trời Sinh Một Cặp mùa thứ 6. Trong trường hợp các thí sinh có số điểm bằng nhau thì chúng tôi sẽ tính số điểm quá trình từ đầu đến đêm chung kết của Trời Sinh Một Cặp mùa thứ 6 và quyết định xem thí sinh nào sẽ giành ngôi vị quán quân. Và tất cả đã sẵn sàng. Ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu đêm chung kết của Trời Sinh Một Cặp với chủ đề Cuộc Chiến Thanh Âm. Một siêu mẫu á hậu không ngại thử thách mình trong phần chào sân với một ca khúc khó nhằn của Adele, rồi có khi lại biến hóa nhẹ nhàng trong bản ballad tràn đầy cảm xúc, lúc thì lại máu lửa khi thể hiện ca khúc rock cùng đội trưởng Bùi Lan Hương. Và cũng không thể không nhắc đến một cô gái kỹ lưỡng, chỉnh chu nhưng không kém phần dí dỏm khi bắt chồng trong vòng thi World Music. Tất cả những gì Hoàng Thùy đang thể hiện ngày càng khiến mọi người thêm khâm phục những nỗ lực và khả năng của cô gái này. Đến với cuộc chiến cuối cùng, cặp đôi Hoàng Thùy Bùi Lan Hương đã quyết tâm dành hết 200% sức lực cho sân khấu đêm nay. Hãy cùng xem phần trình diễn này sẽ cháy như thế nào nha. Cho bao nhiêu cuộc đời, nơi đây bên tôi không khác bằng lên à la la la. Cho mình nói.
chim bay về tìm nơi đây bình yên. Ngày mai hãy cho tôi ngủ quên, ngắm trọn vẹn bình minh ngập tràn rực rỡ nụ cười trên môi đẹp xinh. Ngày mai đến bên tôi gần hơn, biết bao nhiêu niềm vui chờ chờ anh đang ngập tràn lung linh đẹp xinh. Và hãy hát say sưa cùng tôi những yêu thương đầy hơn, nhìn tràn đôi tay và thời gian như ngừng trôi như giấc mơ. Biến hóa không ngờ đến từ á hậu Sư Bổ Hoàng Thùy và đội trưởng Bùi Lan Hương. Và đây, một hình ảnh vô cùng đẹp. Cho Huy hỏi là có nặng không ạ? Dạ cũng nặng, nhưng mà em thường thường là em quen rồi á. Em nghĩ là chị Hương sẽ nặng hơn em rất là nhiều. Và đây là lần đầu tiên mà chị Hương mặc đồ nặng này đúng không ạ? Đúng rồi, mình biểu diễn thì mình chưa bao giờ được mặc những cái đồ như này. Và còn là đuôi dài như thế này nữa. Thế nên là đây là một trải nghiệm Hương nghĩ là rất là khó quên trong cuộc đời của mình. Rất là thích thú đúng không? Thích thú, thích thú. À, Thùy có thể chia sẻ lý do vì sao mình lại lựa chọn hai bộ trang phục này cho tiết mục trong đêm chung kết này được không ạ? Khi mà em nghĩ đến đêm chung kết thì em nghĩ rằng là mình phải mang cái gì đó nó đậm chất Hoàng Thùy. Đó chính là thời trang. Muốn cho khán giả biết rằng là mình muốn mang những cái đẹp từ thời trang kết hợp với âm nhạc lên sân khấu này. Và lúc mà em quyết định là mặc cái bộ đồ này thì cũng là cái bài Ngày Mai của chị Liêu Thiên Hương, có cái câu là từng đàn chim bay về tìm nơi thì đây lúc đó em nghĩ ngay đến anh Lê Long Dũng. Bởi vì anh Lê Long Dũng là người mà làm những cái bộ trang phục về những loài chim quý. Và lúc đi thử đồ thì chị Hương cũng hơi sợ, bởi vì bộ đồ rất là nặng. Chị Hương chưa bao giờ mà mặc những trang phục như thế này trên sân khấu. Em nghĩ là chắc là anh Tùng Dương đã mặc rất là nhiều trang phục như thế này rồi. Nhưng mà đây là không nặng thế đâu. Lại tìm anh. Em cảm ơn chị Hương rất là nhiều, bởi vì chị Hương đã gọi là chiều theo cái ý tưởng của em và quyết định thay đồ rất là nhanh trong cái màn này để có thể xuất hiện một cách hoành tráng nhất để kết cái màn này. Bởi vì em nghĩ cái bài này nặng đô nhất thì phải hai cái trang phục này mới đỡ lại được ạ. Dạ. Nhìn lên tiết mục này là thấy là tiết mục nặng ký rồi đúng không ạ? Và ở phía bên dưới khán giả thì Huy có nhìn thấy được hình ảnh của nhà thiết kế Lê Long Dũng. Ngày hôm nay khi anh đến xem trực tiếp cô em gái của mình thể hiện ca khúc trên sân khấu thì không biết là cảm nhận của anh như thế nào ạ? Dạ, xin chào quý vị ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả. Cảm ơn Thùy rất là nhiều và cảm ơn Hương rất nhiều. Hai người đã thể hiện rất xuất sắc hai bộ quốc phục Lạc Vũ và Lạc Tước Thiên Thanh của Dũng trên sân khấu ngày hôm nay. Không còn gì cảm xúc hơn nữa khi thấy bộ trang phục mình có thể tỏa sáng trong một cái giai điệu thật là tuyệt vời như thế này. Xin chúc mọi người một đêm diễn thành công và luôn luôn tỏa sáng. Mọi người thông cảm tại cảm xúc quá, hai người ở trên đẹp quá. Dũng không thể biết nói gì hơn, xin thay mặt khán giả xin gửi những điểm 10 tới cho hai bạn ạ. Vào trước rồi đấy. Cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Người nhà là cho điểm 10 rồi đó.
Và Huy thấy bên dưới cũng có sự xuất hiện của Khánh Vân sau khi đã hỗ trợ cho Hoàng Thùy xong, thì Vân có thể chia sẻ một tí là khi mà nhận lời mời của Hoàng Thùy thì Vân cảm thấy như thế nào? Dạ, lần đầu tiên cho em xin phép được gửi lời chào đến quý ban giám khảo, tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Trời Sinh Một Cặp. Và... dạ. Phải nói là ngày hôm nay khi mà em được đến đây với vòng chung kết của Trời Sinh Một Cặp cùng với chị Hoàng Thùy và chị Bùi Lân Hương, em không biết như thế nào nhưng mà em lại cảm thấy em run hơn chị Thùy nữa. Mặc dù là em chỉ là xuất hiện trình diễn cùng với chị Thùy thôi, nhưng mà hơn bao giờ hết thì em cảm thấy rất là trân trọng, bởi vì từng hành trình của chị đi qua, em được xuất hiện cùng với chị. Và hơn bao giờ hết thì em luôn mong rằng chị Hoàng Thùy cũng như là chị Bùi Lân Hương sẽ gặp được mọi điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn Khánh Vân rất nhiều. Thì thấy có em gái của Hoàng Thùy để xem là em gái thì cảm nhận như thế nào về tiết mục của chị mình nhé. Lời đầu tiên thì em xin chào các anh chị ban giám khảo và khán giả có mặt ngày hôm nay. Em tên là Linh ạ, em là em gái của chị Hoàng Thùy ạ. Lúc mà chị Thùy bước ra thì em cảm thấy là chị Thùy rất là mạnh mẽ ạ. Tại vì là chị dám thử thách một cái thử thách mới, mà bình thường thì em ở nhà là em là cái người nghe nhiều nhất chị hát. Tại vì ngày nào cũng hát karaoke ở nhà hết á. Em ở phần 3 mà vẫn nghe thấy chị hát karaoke hoài, 7 giờ sáng vẫn thấy chị hát. Nên là ngày hôm nay thì em thấy chị xuất hiện rất là lộng lẫy, một cái vai trò khác, thì em chúc chị và chương trình thành công tốt đẹp ạ. Dạ, cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Dạ. Cảm ơn Linh. Và chúng ta cùng quay trở lại với sân khấu của Trời Sinh Một Cặp. Và Hoàng Thùy, phải nói là đêm nay là đêm chung kết rồi. Chúng ta đã trải qua một cái hành trình rất là dài cùng với chương trình. Thì ngay bây giờ có thể chia sẻ cảm nhận của mình về cái hành trình đã qua được không? Em nghĩ rằng đây là một cái hành trình nó nhắc lại cho em cái khoảng thời gian mà đầu tiên em bước vào giới giải trí. Tất cả mọi thứ em đều phải học, tiếp xúc với một cái môi trường mới, chăm chỉ tập luyện và cố gắng mỗi ngày, trấn an mình mỗi ngày. Con đường âm nhạc nó là một con đường vô cùng khó khăn. Ai bước đi trên con đường này cũng phải rất là cứng cỏi và mạnh mẽ. Ngày hôm nay thì em cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Em mặc dù em biết là chị Hương bận rất là nhiều cho những dự án của chị Hương, nhưng chị Hương vẫn dành cho em rất là nhiều tâm huyết. Em cảm ơn anh Huy Tuấn là cái người mà luôn đứng sau, và mỗi lần anh nói rất ít nhưng mà cái ánh mắt của anh nói lên tất cả mọi thứ, cái sự quan tâm, cái sự chỉ dạy và những cái đó em cảm nhận được. Và cảm ơn tất cả các vị ban giám khảo đã có mặt tại chương trình, đã cho em những lời góp ý rất là thẳng thắn. Và ngày hôm nay thì em xin cảm ơn hai vị ban giám khảo đã lên và cùng tận hưởng cái khoảnh khắc cuối cùng của em tại Trời Sinh Một Cặp. Một bài hát em nghĩ nó đậm chất em nhất và nó cháy nhất có thể ạ. Dạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mình hỏi thí sinh và mình phải hỏi đội trưởng xem là xuống một cái quá trình dài cùng với các thí sinh khác, và hiện tại thì đêm chung kết chỉ còn lại một thí sinh, đó chính là Hoàng Thùy thôi. Thì Bùi Lan Hương cảm nhận như thế nào về thí sinh này? Có một điều đặc biệt của Hoàng Thùy đó là có cái sự nỗ lực của bạn ý, tức là luôn luôn chỉn chu đến từng chi tiết một, vì là bạn ấy còn nhiều lạ lẫm và bạn ý chỉn chu đến cái mức như thế thì mình cũng cảm động. Thì mình là người làm nghề, mình sẽ cảm động với những người chăm chỉ, những người quyết tâm, bởi vì ngoài kia có rất là nhiều tài năng nhưng mà chăm chỉ và nhiệt huyết thì cũng không có nhiều. Bởi vậy là Hương rất là yêu quý Hoàng Thùy, và hôm nay đi đến chung kết với nhau như thế này là hai chị em vô cùng vui rồi đấy ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Thì một người đã đồng hành cùng với chúng ta ngay từ những ngày đầu, chắc chắn em sẽ mời nhạc sĩ Huy Tuấn, anh sẽ chia sẻ nhiều hơn về tiết mục của Hoàng Thùy trong đêm chung kết ngày hôm nay ạ. Hoàng Thùy nói cũng rất là đúng, một cái tiết mục mà nó Hoàng Thùy nhất Thùy đã chọn cho đêm chung kết. Bởi vì Hoàng Thùy có thể là một người không phải là có trình độ thanh nhạc tốt nhất, nhưng mà là người có cái thái độ rất là chỉn chu cho từng cái đêm diễn một. Bạn ấy không chỉ chỉn chu vào cái việc thời trang như hôm nay hai vị giám khảo đây có thể thấy, nhưng mà về phần âm nhạc cũng thế, bạn ấy rất là kỹ. Bạn ấy luôn luôn là một trong những cái thí sinh mà có rất là nhiều cái lo lắng, rồi là nhiều cái câu hỏi nhất dành cho không chỉ đội trưởng mà dành cho cả tôi nữa, để cho cái phần trình diễn của bạn ấy hoàn thiện hơn. Và tôi cũng không ngạc nhiên vì sao mà Hoàng Thùy cho đến giờ phút này đã thành công như vậy. Cảm ơn anh Huy Tuấn rất nhiều. Xin cảm ơn nhạc sĩ Huy Tuấn ạ. Và ca sĩ Tùng Dương, anh có vẻ rất thích với tiết mục này đúng không ạ? Rất là cuốn hút với bài trình diễn vừa rồi. Để nói là bứt phá thì Dương nghĩ là hôm nay em cũng đã bứt phá, gần như là tốt nhất, hoàn hảo nhất cho em trong cái buổi này. Cái phần đầu tiên là em rap rất là tự nhiên,
và đưa cái thông điệp trên sàn diễn, cái sự khổ luyện của mình, mặc dù là catwalk hay là biểu diễn trên sân khấu thì nó cũng đều rất là khổ luyện thành công. Thứ hai là em, như anh Huy Tuấn và mọi người nói là em rất là chỉn chu từ trang phục cho tới phần biểu diễn của em, và những cái bước đi của em rất linh hoạt và rất là kết nối với lại người đội trưởng của em. Chúc mừng em. Xin cảm ơn anh Tùng Dương rất nhiều. Xin cảm ơn ca sĩ Tùng Dương, và xin mời nhạc sĩ Lưu Thiên Hương ạ, chị cảm nhận như thế nào về tiết mục vừa rồi ạ? Vẫn đang rất là phấn khích, lần đầu tiên được thấy bài Ngày Mai của mình rực rỡ nhất. Và cái ý tưởng về cái bộ trang phục nó rất là liên quan đến cái ca từ, khiến cái người tác giả như tôi ngồi đây vừa xúc động mà thấy vui và hạnh phúc và rất là mãn nguyện về cả phần nghe lẫn phần nhìn. Có xem Thùy ở các tập trước rồi, nhưng mà khi mà ngồi đây thì mới thấy là em rất là cuốn hút. Và chị Hương hy vọng là trong thời gian tới sẽ có một nghệ sĩ hát mà mang cả thời trang lên trên sân khấu. Một sự kết hợp không? Đương nhiên, và chị thấy là rất là phục Hương. Là Hương hôm nay đã chiều mặc một bộ đồ rất đẹp. Phải chị là chị không dám đâu, bởi vì là chị đứng cạnh Hoàng Thùy là chị thôi, chị chịu rồi. Chị bảo đứng cạnh Hoàng Thùy phải là người rất là dũng cảm và là người và là yêu lắm và chiều thí sinh lắm. Vì vậy thì chị biết là cái chất âm nhạc của Hương như thế nào. Chúc mừng hai bạn đã có một cái phần trình diễn mà đối với cá nhân chị Hương đi, là cả phần nhìn và phần nghe đều rất tuyệt vời. Cảm ơn chị, cảm ơn rất nhiều. Vừa rồi thì thể hiện ca khúc Ngày Mai của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương thì cũng rất là phù hợp. Nếu như trong thời gian sắp tới sau chương trình mà Thùy có đi hát thì có thể liên hệ với chị. Sau này nếu như dạ, em có thêm muốn cái ca khúc mà liên quan đến nhạc dance và của riêng em, chị sẵn sàng. Thầy xin cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của hai giám khảo khách mời dành cho tiết mục của Á hậu Hoàng Thùy và đội trưởng Bùi Lan Hương. Đầu tiên Huy xin phép được mời chị Lưu Thiên Hương sẽ là người cho điểm trước ạ. Tôi cho 10 điểm. 10 điểm, một số điểm tuyệt đối. Và số điểm tiếp theo đến từ ca sĩ Tùng Dương, xin mời anh ạ. Tôi cũng cho 10 điểm luôn. Wow, 2 điểm 10 đến từ hai vị giám khảo khách mời. Và số điểm của nhạc sĩ Huy Tuấn chúng ta sẽ biết được sau khi kết thúc phần thi ngày hôm nay. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Tùng Minh và đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân luôn mang đến cho chúng ta những điều bất ngờ và hấp dẫn trong âm nhạc cũng như là dàn dựng. Và đêm thi ngày hôm nay phải gọi là đêm cuối của cặp đôi này. Tại Trời Sinh Một Cặp, họ sẽ biến hóa như thế nào? Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi. Luôn luôn giữ vững phong độ từ những vòng đầu tiên, cặp đôi Tùng Minh, Nguyễn Trần Trung Quân đã có một hành trình đầy ấn tượng với muôn vàn màu sắc âm nhạc. Sự sáng tạo là điều không thể thiếu trong từng tiết mục của cặp đôi này. Cùng với đó, khả năng thanh nhạc đầy ấn tượng với sự dìu dắt của đội trưởng Trung Quân đã giúp Tùng Minh trở thành một trong những thí sinh mạnh nhất của chương trình năm nay. Và trong đêm nay, một lần nữa sự sáng tạo chưa từng có sẽ được cặp đôi mang lên sân khấu cuối cùng này. Sự sáng tạo đó là gì? Chúng ta cùng chờ đón phần trình diễn của cặp đôi ngay sau đây. Còn là mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn em mang đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn. Còn ai
đóa hoa hồng cài lên tóc mây. Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài ngàn năm dù em nồng nàn, dù em nồng nàn. Trời còn làm mây, mây trôi lang thang, sợi tóc em bồng trôi nhanh như dòng nước biển ngày chủ nhật buồn. Còn ai đóa hoa hồng vùi quên trong tay. Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài ngàn năm dù em giận hờn, dù em giận hờn. Trời còn làm mưa rơi, mưa rơi từng phiến băng dài trên hai tay xuôi. Tuổi buồn em mang đi trong hư vô ngày qua hững hờ. Trời còn làm mưa rơi, mưa rơi từng phiến mây hồng em mang trên vai. Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi, quay tận cuối trời. Trời còn làm hôn lên môi em gầy ngón dài, lời ru miệt mài ngàn năm dù em muộn phiền, dù em muộn to me. Hey, hey, hey. Your presence
just my world upside down, and my eyes are on fire. Can't stand this feeling. I don't do some beats to be killing. I'm pretty sure while you're dancing, do healing. I don't have time to waste, you know, building something. Better make that happen. I'm telling you my feelings. Get around, never stop. I'm gonna chase you till the dawn. Would you like the first time what you really done? Only into your eyes, you can see the sun. Some new different story has just begun. Nobody stop me from chase you till the dawn. Would you like the first time what you really done? Only into your eyes, you can see the sun. Cause my new different story has just begun. Don't you cheat me, baby. Hãy để con tim hai ta chung nhìn. Ngại ngùng chẳng còn khi ánh mắt chạm nhau. Với một tiết mục như thế này, một liên khúc Tuổi Đá Buồn và Đóa Hoa Hồng, có thể chia sẻ lý do vì sao chúng ta lại kết hợp hai ca khúc này trong đêm chung kết được không ạ? Em muốn khi mà em đứng ở trên sân khấu ngày hôm nay, em sẽ biểu diễn giống như một ca sĩ, chứ em không muốn là mọi người nhìn em giống như là một vũ công nữa. Thành ra là em chọn cái bài mà Tuổi Đá Buồn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì em mới nói là thôi bây giờ đến cái vòng cuối rồi thì em muốn đứng lên trên sân khấu và em chỉ muốn hát thôi. Nhưng mà Quân thì Quân nói rằng là như thế thì không đủ. Bởi vì em là một dancer mà không nhảy thì nó rất là phí. Thành ra là em lựa chọn bài Đóa Hoa Hồng, bởi vì cái bài trước cũng là một bài hát, trong đó có một đóa hoa hồng, sau cũng có một cái đóa hoa hồng. Vâng ạ, phải nói là qua một cái quá trình rất là dài từ đầu đến giờ, và ngày hôm nay phải nói là cái đêm cuối cùng cùng với Trời Sinh Một Cặp, thì cảm xúc của Nguyễn Trần Trung Quân như thế nào? Ngày hôm nay thì cảm xúc của Quân, Quân thực sự là Quân cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà thấy một Tùng Min đã trưởng thành hơn từ những chặng đường đầu tiên đến ngày hôm nay, thì Quân thấy được rằng là anh Tùng Min đã hát bằng trái tim của mình. Và Quân mong rằng là nếu mà sau chương trình thì anh hãy tự tin, hãy trau dồi tiếp tục, và biết đâu đấy một lúc nào đấy Quân sẽ thấy một Tùng Min là đồng nghiệp của Quân với danh nghĩa là một ca sĩ chuyên nghiệp. Tự nhiên khi mà mình nghe lại cái giọng hát của mình từ lúc còn một thì mình cảm thấy nó lạ lạ sao, nó thiếu một cái sự dạy dỗ chuyên nghiệp. Thì lần này lần cuối cùng thì có thể nói là không biết là mình sẽ ra trường với bằng khá hay là tốt hay là như nào, nhưng mà thực sự là phải cảm ơn Nguyễn Trần Trung Quân rất là nhiều, bởi vì cuộc hành trình vừa rồi nó rất là ngắn nhưng mà nó thực sự có ý nghĩa đối với Tùng, và hy vọng rằng là sau chương trình chúng ta một ngày nào đó có thể cất tiếng hát cùng nhau ở một nơi nào đó mà không phải cuộc thi. Bởi vì đối với Tùng thì đây không phải là một vòng chung kết nữa, mà vòng chung kết của Tùng nó sẽ ở bên ngoài. Sau chương trình này sẽ có rất nhiều, thì đó mới là những cái vòng chung kết của Tùng. Vâng ạ, xin cảm ơn Tùng Min. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các vị giám khảo bên dưới xem là họ đã cảm nhận như thế nào. Xin mời nhạc sĩ Huy Tuấn. Bản thân tôi ở đây ngay từ những ngày đầu cũng có một cái cảm nhận rất giống với Tùng. Về giọng hát thì Tùng là một trong những thí sinh mạnh nhất ở trong mùa thi năm nay. Nhưng không hiểu sao Tùng lại không tự tin để khai thác cái thế mạnh đó của mình. Mà khi những cái vòng đầu tiên ấy thì Tùng rất là rụt rè, và giống như là ai đó ép mình phải hát một cái bài hát ở trên sân khấu ấy. Thì cho đến tiết mục ngày hôm nay thì chắc chắn là một cái Tùng Min khác hẳn của những ngày đầu rồi. Tùng bây giờ là một nghệ sĩ và bạn đã tự tin với tất cả những cái gì mà mình có khả năng. Mặc dù cái tiết mục ngày hôm nay bản thân tôi thì tôi chỉ thích một phần. Bạn có những cái phần trình diễn cùng với đội trưởng của mình xuất sắc hơn là cái phần trình diễn ngày hôm nay, phải nói thật là như thế. Nhưng mà tuy nhiên thì
Như bạn nói, cái việc là đêm chung kết hay là đêm kết thúc của hành trình này nó không quan trọng bằng cái việc là cái hành trình tiếp theo của bạn sau Trời Sinh Một Cặp. Và tôi tin rằng cái hành trình đấy nó sẽ là một cái hành trình rất là thành công cho bạn, bởi vì có một sự đồng hành của Quân trong cái thời gian vừa qua. Tóm lại một cái câu ngắn gọn hành trình của hai bạn, đấy là hành trình một của sự dấn thân rất là thành công trong Trời Sinh Một Cặp năm nay. Tôi mừng hai bạn. Và xin cảm ơn nhạc sĩ Huy Tuấn ạ. Nữ giám khảo đã nhận được một đóa hồng màu xanh rất là đẹp. Chị cảm nhận như thế nào về tiết mục này ạ? Xin mời chị Lưu Thiên Hương. Tôi đang thắc mắc là tại sao hai bài này lại kết nối với nhau, lại mashup với nhau. Nhưng mà rất may là hai bài đều có bông hoa hồng, đúng không? Tôi nghĩ là một cái có thể là một sự liên quan. Cái sự liên quan, một cái lý lẽ gì đấy mình mang ra để mình nói về cái tiết mục của mình. Nhưng mà nó vẫn chưa hẳn thuyết phục chị Hương đâu. Hôm nay chị nghe Quân hát đầy truyền cảm, ấm áp. Và về kỹ thuật thì không phải nói rồi, Quân là một trong những ca sĩ kỹ thuật và rất là mình nói là siêu. Thì đây, trong phần trình diễn này chị ấn tượng nhất là giọng hát của hai bạn, về kể cả Tùng cũng thế. Tùng hát rất hay, cái bài đầu ấy nó rất là dung dị, nó không cần quá cầu kỳ trong cái cách xử lý, nhưng mà hầu hết là chị cảm nhận được hết mọi sự trong cái cách em nhả chữ, rồi cái cách mà em truyền tải qua từng câu chữ, từ cái nét mặt biểu cảm của em, như thế là đủ rồi. Và giá như là bài sau nếu như là có một cái phần nữa em muốn nhảy hoặc là cái gì đó, vật một bài gì đó nó liên quan hơn một chút xíu phần âm nhạc, trong này rất hơi tiếc một chút xíu thôi, chắc là Quân và các bạn, hai bạn cũng hiểu cái điều đó. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương ạ. Nhạc sĩ Tùng Dương ạ. Tôi cũng thấy được cái sự cố gắng, nỗ lực của cả hai bạn là đi đến vòng chung kết này rồi. Tuy nhiên thì anh cũng có một vài những cái chia sẻ, tức là đúng như chị Lưu Thiên Hương và anh Huy Tuấn cũng nói là hai bài hát lựa chọn hơi tiếc một chút là nó lại hơi thiếu đi một cái tính liên kết, kết nối. Chúng tôi chỉ tính thấy mỗi hai bông hồng trong hai bài hát là giống nhau. Còn lại là về âm nhạc, về nếu như là về cái phần âm nhạc này hay là một chút cái gì đó nó dẫn dụ mọi người từ cái bài hát đầu tiên của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến bài hát sau, câu chuyện, đúng rồi, câu chuyện nào đấy nó thuyết phục hơn trong cái phần của hai em, thì tiết mục của em nó sẽ còn hay, còn hấp dẫn nữa. Nhưng tuy nhiên thì chúc mừng hai em đã làm rất là tốt cái tác phẩm của mình. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn các vị giám khảo, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của hai vị giám khảo khách mời. Xin mời số điểm đến từ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Hương cho 9,75. 9,75. Vâng ạ, xin cảm ơn chị. Xin mời ca sĩ Tùng Dương. Hay là cho hơn Hương hay cho ít hơn Hương nhỉ? Tùy cậu chứ. Anh cũng cho 9,75. 9,75. Xin cảm ơn ca sĩ Tùng Dương, và số điểm của nhạc sĩ Huy Tuấn chúng ta sẽ biết được sau một vài phút nữa. Vâng ạ, xin chúc mừng cho diễn viên Tùng Min và đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân đã hoàn thành xong phần thi của mình trong đêm chung kết. Chàng trai Genji Hải Đăng Du đã có một khoảng thời gian đáng nhớ cùng với Trời Sinh Một Cặp khi liên tiếp nhận được những số điểm cao cũng như là những lời khen đến từ các vị giám khảo. Và đêm thi hôm nay, cùng với đội trưởng Giang Hồng Ngọc, cậu út của Trời Sinh Một Cặp sẽ mang đến một tiết mục như thế nào? Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi. Hải Đăng Du đã có một hành trình đáng nhớ tại chương trình Trời Sinh Một Cặp mùa 6. Cậu út luôn cho thấy sự biến hóa không ngừng của mình qua từng vòng thi khác nhau và nhận được nhiều đánh giá cao đến từ các vị giám khảo. Và dưới sự dẫn dắt tận tình và tâm huyết của đội trưởng Giang Hồng Ngọc, Hải Đăng Du đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của mình qua giọng hát lẫn phong cách trình diễn. Và với những gì đã học được sau chặng đường dài, anh chàng này sẽ có một màn chào kết mang màu sắc như thế nào? Ngay bây giờ, hãy cùng theo dõi nha! Nói chia tay, rồi lúc tôi đang yêu em đắm say. Và thế rồi em mất tâm hơi, mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi. Hết hôm nay em nhắn cho tôi, rồi nói em đang mong thương nhớ tôi.
thế quái nào em không để tôi yên, trái tim tôi nào phải công viên. Thật ra tôi nghe nói xa xăm bên anh sống không vui nên anh mới quay về thăm. Trời ơi thương em quá em ơi, tôi mong em mãi cô đơn và sống được trọn trăm năm. Tất nhiên là khi chia tay tôi thất vọng, yêu ngày trôi nằm ơn gối. Thế nhưng người có đâu hay, người mất nhiều lại là anh chẳng phải tôi. Tất nhiên là khi chia tay tôi còn đau, tôi cũng buồn ở trái tim. Thế nhưng người hãy nhớ dù có không giữ thì mất từng tim. Vào mắt xanh của ta lo thố nó không kể ra, cứ tưởng mọi điều là trôi cổ lên, ai ngờ lại đắng như cảnh khổ qua. Lòng bối rối tim thì là mau mau nói ra cho người ta đi. Thích rồi con nghĩ gì em, 1, 2, 3 let's get it. Giá khổ khi ngỡ chia tay, tuyệt vọng không thể quên đi bao nhiêu nhớ thương về anh. Ngờ đâu khi chia cách hai nơi chỉ dăm 3 tháng thôi, tôi đã quên sạch rồi em ơi. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng buồn, nhiều ngày trôi nằm ơn khơi. Thế nhưng người có đâu hay, người mất nhiều lại là em chẳng phải tôi. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau, tôi cũng buồn ở trái tim. Thế nhưng người hãy nhớ rằng có không giữ thì mất đường tìm. Không giữ thì mất đừng tìm, hey. Không giữ thì mất đừng tìm. Hey, ladies and gentlemen, sang ông ơi. Hải Đăng Đu. Tốt hơn là khi chia tay không có chờ. Đừng mong đừng tiếc nuối, vì chính những lời nói chia tay là em chọn, là em chẳng phải tôi. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau, tôi cũng buồn ở trái tim. Thôi những người có đâu hay, người mất nhiều lại là em chẳng phải tôi. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau, tôi cũng buồn ở trái tim. Thôi những người hãy nhớ dùng, có không giữ thì mất đừng tìm. Có không giữ thì mất đừng tìm. Có không giữ thì mất đừng tìm. Tìm cái gì, tìm cái gì. Xin cảm ơn các bạn dancer. Và cảm ơn người mẫu Lương Gia Huy đã hỗ trợ cho tiết mục của đội trưởng Giang Hồng Ngọc và thí sinh Hải Đăng Đu. Đây là em út của Trời Sư Một Cặp. Và Huy nhớ là Phủ Điều Cuộc Sống thì cũng mang chiếc bàn này lên sân khấu nè. Nhưng mà các vị giám khảo thì không có hài lòng lắm. Tại vì sao? Mang cái bàn lên đây hoành tráng như vậy mà không có tận dụng được nó. Và ngày hôm nay thì đúng là cái bàn này nó hỗ trợ rất là nhiều. Giang Hồng Ngọc thì có được những cái đường ướng lượng rất là nét. Và em phải chọn một cái bàn to gấp đôi ấy, để cho chị Ngọc uốn nó dễ. Nói chung là mình rút được cái kinh nghiệm ở những vòng trước, những lời đóng góp của các vị giám khảo, và chúng ta đã có được một tiết mục rất là đặc sắc trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng Hải Đăng Đu và đội trưởng Giang Hồng Ngọc. Mình chia sẻ cảm xúc của mình một tí đi Đăng, vì đây có thể nói là vòng thi cuối cùng trong hành trình của Hải Đăng cùng với Trời Sư Một Cặp rồi. Thật sự thì mà khi mà em đã chuẩn bị bước lên sân khấu diễn, em và chị Ngọc bảo với nhau à, thôi bây giờ còn gì nữa đâu, mang hết tất cả những thứ mà mình đã học được ngay từ khi mà chị em mình gặp nhau, chị em mình đã rút ra được những kinh nghiệm gì, thì hôm nay em phải bộc lộ nó ra hết, là những cái em học được và những cái gì là của riêng em, thì hôm nay em đã làm hết sức có thể của em. Yeah, và chúc mừng bạn đã làm hết sức mình trong một tiết mục rất là đặc biệt trong vòng thi chung kết này. Và đội trưởng Giang Hồng Ngọc, khi mà đồng hành cùng với cậu em này thì cảm xúc của Ngọc như thế nào? Vào chương trình này rồi thì mới thấy nhảy mệt thật. Đã lâu rồi không nhảy.
thì bắt đầu chuyển qua hát nhạc ballad. Thế là mình cũng quên đi những cái giai điệu, những tiết tấu mà mình phải hay làm quen. Rồi bây giờ vào đây thì tự nhiên được bắt lập lại hình ảnh đó, rồi được nhảy cùng với các bạn, không phải riêng Đăng đâu mà còn những các bạn khác trong team. Trước đó thì Ngọc cảm thấy rằng là mình cũng còn rất là nhiều năng lượng, và quan trọng hơn là vào đây chơi thì mình mang một cái tâm thế để cho các bạn cảm thấy rằng các bạn cứ chơi cho hết mình và vui cái đã, còn thắng thua hay như thế nào thì câu chuyện đó mình còn tính sau, mà quan trọng là mình phải cảm thấy đã trong mọi tiết mục của mình. Và tiết mục hôm nay quá đã đúng không ạ? Và không biết các vị giám khảo bên dưới cảm thấy đã chưa với tiết mục này ạ? Và xin mời nhạc sĩ Huy Tuấn Anh sẽ đưa ra những lời đóng góp trong tiết mục này ạ. Đối với tôi là Hải Đăng Du và Giang Hồng Ngọc luôn luôn là một cái cặp đôi phải nói là mạnh nhất trong cái mùa giải Trời Sinh Một Cặp năm nay. Phải nói là luôn là như thế cho rõ. Mặc dù là trong cái hành trình của Hải Đăng Du cho đến đêm chung kết này là có những cái đêm mà nó không phải là cái phần trình diễn tốt nhất của Hải Đăng Du. Tuy nhiên thì với cái tiết mục vừa rồi thì Hải Đăng đã quay lại với chính mình một cái hình ảnh rất là toàn năng, vừa nhảy đẹp này, vững về thanh nhạc, rồi là cái phần dàn dựng, rồi rap. Rap là ai viết? Rap này là một bài nhạc phim của em với anh Huy Già làm ạ. Thực ra thì là anh cũng biết việc đấy rồi, nhưng mà anh gọi là có ý giới thiệu một chút cho hai vị giám khảo ở đây biết thêm cái tài năng của em. Và cái quan trọng là tiết mục của hai bạn luôn luôn là những cái tiết mục mà nó mang tính giải trí rất là cao. Và hôm nay nó giống như là một cái điểm rơi rất tốt. Cái thế giới mà Hải Đăng có thể rất là thoải mái ở trong đấy, vừa rap, vừa hát, vừa diễn tự rất là tự tin. Và để chọn ra một người nào đó mà có thể thành công ngay sau Trời Sinh Một Cặp kết thúc thì anh nghĩ rằng người đó chính là Hải Đăng. Cảm ơn anh ạ. Và xin cảm ơn nhạc sĩ Huy Tuấn, là một tín hiệu rất là đáng mừng đúng không ạ? Và để xem là hai vị giám khảo khách mời ngày hôm nay khi mà chứng kiến Hải Đăng Du thể hiện ca khúc của mình trên sân khấu thì sẽ như thế nào, xin mời nhạc sĩ Lưu Thiên Hương ạ. Bởi vì là một người cũng làm nghề, tôi với anh Tuấn và Dương cũng làm nghề rất là lâu năm rồi, cho nên là cái sự cống hiến của các bạn và khi dàn dựng những tiết mục, tôi nói dàn dựng không thôi, là đã rất là đầu tư. Và đây là một cái là tôn trọng chương trình, tôn trọng khán giả. Tôi nghĩ năm nay là một cái bước tiến rất là lớn của Trời Sinh Một Cặp. Giang Hồng Ngọc cũng là khiến cho tôi cũng thấy khá bất ngờ, vì quá lâu rồi từ remix đúng không? Vì dạ vâng. Xem lại Ngọc vừa hát vừa nhảy như hôm nay và vẫn cứ phong độ như vậy. Và có phần là thấy còn thăng hoa hơn vì đứng cạnh bạn đẹp trai quá. Chị cũng thế đấy, đứng cạnh người đẹp trai hay bị thăng hoa quá, hơi quá ấy. Nhưng mà đấy là Hương ai bị xúc động với đẹp trai quá nhỉ. Ngay từ ngày đầu mà em mới gặp chị Ngọc lần đầu là em bảo là em hứa sẽ mang sức trẻ của em cho chị Ngọc. Nên không biết là em không cần đâu, chị sức trẻ sẵn rồi, sẵn trẻ sẵn rồi. Cộng với của em nữa thì hôm nay tiết mục là chị nghĩ phải dùng cái từ xuất sắc. Đầu tiên là về phần nghe là các bạn hát quá hay rồi. Ngọc thì là bao nhiêu là giải quán quân rồi, là Hải Đăng Du thì cũng hôm nay em hát live rất là hay luôn. Và giọng của em nghe rất là dễ chịu, rất là mới. Những người làm producer như chị và anh Tuấn rất mong chờ những bạn mà có những chất giọng như em và có cái style âm nhạc tốt như em để làm cho âm nhạc Việt Nam ngày càng phong phú, càng hay hơn. Chị mong chờ, rất mong chờ luôn. Và Giang Hồng Ngọc hôm nay cũng chúc mừng em vì hôm nay cái tiết mục xuất sắc quá. Chị hỏi bây giờ không biết. Cảm ơn là khó quá. Rồi, xin cảm ơn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và ca sĩ Tùng Dương. Chắc chắn ngay lúc này thì anh cũng sẽ có những lời đóng góp cũng như là cảm nhận của mình về tiết mục này đúng không ạ? Tôi rất là bất ngờ bởi vì là Hải Đăng Du là một hot TikToker đúng không? Nhưng mà anh nghĩ là sau cái tiết mục này và những cái tiết mục khác em đã làm, đã thực hiện trong Trời Sinh Một Cặp cùng với Giang Hồng Ngọc thì thị trường âm nhạc rất là sẵn sàng chào đón em, một hot TikToker để trở thành một ca sĩ. Em cảm ơn anh ạ. Với sự rèn luyện về chuyên môn và cái phong thái mà sự đĩnh đạc và tự tin của em đã có sẵn rồi. Cái phần bè phối ngày hôm nay nó rất là ăn ý, hòa quyện với nhau, hát rất rõ lời. Cả hai em không quá xa đà vào cái phần hát song ca với nhau mà bỏ quên hết những cái phần để dàn dựng tiết mục. Nó thật hấp dẫn. Và cái kết như thế kia thì anh nghĩ là nó tạo nên một cái tiết mục tổng thể rất là tốt. Và anh rất rất thích tiết mục này của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. Những tín hiệu rất tích cực đến từ các vị giám khảo trong chương trình ngày hôm nay. Wow, hai anh em mặc áo hồng giống nhau nhờ. Tiết mục của bạn không chê được cái điểm gì cả. Và nếu như mình không chê được thì ngay bây giờ mình cho điểm luôn đi ạ. Xin mời ca sĩ Tùng Dương ạ.
Hay là thôi mình cho thấp một chút để cho Hải Đăng còn cố gắng nhờ. Không được. Sao lại thế? Anh nghĩ là nên cố gắng một chút để sau này chứ không điểm cao quá lại nghĩ anh là cho em mình điểm hoàn cao hảo quá em rồi. Có tinh thần hơn. Ủng hộ tinh thần anh ạ. Ủng hộ tinh thần anh ạ. À, thôi được rồi, anh cho 10 điểm. Wow. Cảm ơn anh ạ. Một số điểm từ đó đến từ ca sĩ Tùng Dương, 10 điểm. Và xin mời nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Không, nhưng mà chị thấy là Tùng Dương nói cũng có lý. Thì đấy phải thương vượt là cho roi cho vọt đấy. Cái gì nó dễ dàng quá nó cũng sẽ không vui đâu. Đúng rồi. Nó phải khó khăn một chút. Đúng nó mới hay. Gặp gành tí đúng không? Anh ủng hộ. Anh ủng hộ ai? Anh ủng hộ Hải Đăng. Anh ủng hộ ý kiến của em đúng không? Ý kiến anh, em cũng ủng hộ. Cũng luôn, anh ba phải nhờ. Nói là đến đây vui là chính. Và cái giải thưởng cũng không phải là phụ. Dạ, em vui là chính nhưng mà ủng hộ tinh thần bé chị ạ. Vui chị là quyết chính định cho team của Ngọc và Hải Đăng Du 10 điểm. Cảm ơn anh chị. Đúng là giám khảo khách mời có kinh nghiệm với Trời Sinh Một Cầu đúng không ạ? Bởi vì đây là đêm chung kết cho nên là cái việc mà cho điểm của các vị giám khảo nó cũng đặc sắc hả? Vâng, cũng rất là quan trọng. Hôm nay chúng tôi nương tay hơn nhiều đấy. Đâu có, xứng đáng. Và còn một số điểm quan trọng hơn nữa đó chính là số điểm của nhạc sĩ Huy Tuấn. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi ở cuối vòng thi này nha. Và xin cảm ơn các vị giám khảo. Và xin chúc mừng cho đội trưởng Gia Hồng Ngọc và Hải Đăng Du đã hoàn thành xong phần thi tại đêm chung kết. Và thí sinh đã hoàn thành trọn vẹn đêm trình diễn chung kết ngày hôm nay và đã mang đến những cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau tới khán giả. Một Hoàng Thùy đầy năng lượng mang tới một tiết mục chỉnh chu và hoành tráng. Một Tùng Minh vừa sáng tạo vừa sâu lắng trong bản mashup hai ca khúc mang phong cách trái ngược nhau. Một cô Út Hải Đăng Du trẻ trung, hài hước nhưng cũng rất cầu toàn trong phần thi của mình. Ai sẽ là quán quân của đêm chung kết này? Hãy cùng đón xem ngay sau đây nha! Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với những giây phút gây cấn và hồi hộp nhất trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà đến từ ba vị đội trưởng cùng với ba thí sinh xuất sắc nhất của Trời Sinh Một Cặp mùa thứ 6. Và đó là tiết mục gì? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Tổ quốc đang kêu tên mình, tiếng nuôi
sông đang rụng rã trong tim ta. Sống cũng đang dâng trào, thấy trong ta tự hào. Đoàn kết cho ta sức mạnh, băng qua bão giông. Việt Nam ơi, đứng lên, Việt Nam mãi vững bền. Bốn phương trời mình cùng giang tay gìn giữ núi sông. Việt Nam tôi, đứng lên và thắp sáng niềm tin chiến thắng. Không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam. Không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam. Không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam. Xin cảm ơn vũ đoàn MT đã hỗ trợ cho tiết mục vô cùng ý nghĩa của ba vị đại trưởng cùng với ba thí sinh xuất sắc nhất của chương trình Mục Tập mùa 6. Trên sân khấu của chúng ta là sự xuất hiện của ba đội trưởng và ba thí sinh xuất sắc nhất. Trước khi chúng ta đến với những giây phút hồi hộp trong buổi tối ngày hôm nay thì Huy muốn lắng nghe cảm xúc của ba thí sinh đang có mặt trong đêm chung kết ngày hôm nay. Đầu tiên xin mời Hải Đăng Du. Thật sự thì để mà em đi đến được tới vòng chung kết thì em không còn gì mất nữa. Bởi vì để em đi được đến đây là em đã học được rất nhiều thứ rồi ạ. Kỹ năng sân khấu, kỹ năng hát, với là gặp được rất nhiều những anh chị lớn hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn, cho nên là em đã nhận được nhiều hơn là mất rồi, cho nên là em không còn gì để hối tiếc nữa. Xin cảm ơn Hải Đăng. Còn Hoàng Thùy thì như thế nào, cảm xúc hiện tại của Thùy? Cảm xúc hiện tại của em thì em chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các ekip, mọi người đã hỗ trợ em rất là nhiều. Mặc dù em cũng có đôi lúc gây áp lực cho mọi người, nhưng mà mọi người vẫn yêu thương và thông cảm cho em. Em cảm ơn rất là nhiều và em hy vọng là chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong khoảng thời gian sắp tới để cống hiến cho khán giả những cái màn trình diễn thật là xuất sắc ạ. Dạ, em cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn Hoàng Thùy. Còn diễn viên Tùng Min. Thực sự thì là Tùng vẫn chưa tin là mình đang đứng đây cùng với Hoàng Thùy và Hải Đăng Du, bởi vì mọi người cũng đã thấy rồi đó, họ quá đẹp đi. Thế thành ra là khi mà Tùng đang đứng được ở đây rồi, vòng chung kết đây rồi, cảm ơn Hoàng Thùy và cảm ơn Hải Đăng Du, bởi vì hai bạn là cái nguồn động lực rất là lớn để cho Tùng cố gắng hết sức để có thể đứng đây cùng với đội trưởng của mình và cùng với hai bạn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh. Và không biết các vị đội trưởng của chúng ta thì như thế nào? Thực ra thì vào đến vòng này thì Quân cũng như là chị Hương và chị Ngọc cảm thấy rất là hãnh diện và hạnh phúc khi thấy ba thí sinh càng ngày càng phát triển và càng ngày càng tiến bộ hơn nữa. Và đối với Quân thì ngày hôm nay thì đã có ba quán quân ở trên sân khấu rồi. Cảm ơn. Từ đầu buổi đến giờ thì Hương vẫn rất là vô cùng vui vẻ và thoải mái, đúng như là Quân nói, bởi vì kiểu gì mình cũng có giải rồi đúng không? Thế nên là mình đến mình vui thôi. Và cái quan trọng nhất là Hương hy vọng là sau này, sau cuộc thi này, các bạn ra ngoài đời, bạn làm nghề thì các bạn ấy sẽ phát huy và tỏa sáng được. Đấy là cái điều Hương mong đợi. Học lại các cùng suy nghĩ như Hương cũng mong muốn là sau cuộc thi này, tại vì không phải là dừng ở đây không, mà các bạn còn phải vươn xa hơn nữa. Và quan trọng hơn là các bạn biết mình đã làm được gì và khẳng định được cái hướng đi của mình để mà sau cuộc thi các bạn làm tốt hơn. Và giống như bạn Hải Đăng Du đứng bên cạnh Ngọc vậy, thì Ngọc thấy được ở bạn một cái năng lượng trẻ và những cái sức trẻ, và cái quan trọng là bạn biết được là bạn muốn gì. Thì cho nên là sau Trời Sinh Một Cặp thì Ngọc rất là mong muốn Du sẽ theo cái con đường ca sĩ chuyên nghiệp để mà phát triển tốt hơn nữa trong cái đúng cái tính chất một người trẻ Gen Z như Du. Và cũng mong là anh Tùng Min và Hoàng Thùy cũng sẽ thật là thành công sau chương trình Trời Sinh Một Cặp. Vâng ạ, xin cảm ơn nhau Ngọc. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với giây phút quan trọng nhất. Đầu tiên, tổng số điểm của giám khảo khách mời ngày hôm nay dành cho thí sinh Tùng Min là 19,5 điểm. Hai số điểm tuyệt đối đến từ hai vị giám khảo khách mời là 20 điểm dành cho thí sinh Hải Đăng Du và thí sinh Hoàng Thùy. Bây giờ Huy muốn biết lý do là vì sao anh Huy Tuấn lại giấu số điểm của anh đến giờ phút này vẫn không công bố cho em Tại vì là tôi nghĩ rằng ban tổ chức đã cho tôi
thêm một sự đặc biệt nữa vào đêm chung kết. Từ trước tới giờ thì điểm tôi tuy rằng là giữ đến phút cuối, nhưng MC là người biết đầu tiên. Hôm nay chung kết thì chúng ta làm một chút gì đó khác biệt đi một chút, và tôi sẽ là người duy nhất hiện nay biết được rằng ai sẽ là quán quân, ai sẽ là giải nhì và ai sẽ là giải ba. Bởi vì dựa vào cái số điểm mà tôi đã cho ba thí sinh thì tôi nghĩ là kết quả cũng đã có. Vâng, và chúng ta sẽ cùng biết được số điểm của thí sinh đạt giải ba trước anh nhỉ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng công bố giải ba của Trời Sinh Một Cặp mùa 6. Điểm của tôi dành cho thí sinh này là 9,75. Và cùng với số điểm này thì thí sinh đoạt giải ba của chúng ta năm nay là Tùng Min. Xin chúc mừng diễn viên Tùng Min và đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân đã nhận được giải ba của Trời Sinh Một Cặp mùa 6. Và Huy xin phép được mời hai giám khảo khách mời, ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sẽ trao hoa cũng như là kỷ niệm chương dành cho đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân và diễn viên Tùng Min. Xin cảm ơn hai vị giám khảo khách mời. Tôi xin bước vào đây để em đến gần hơn với quán quân và á quân của chúng ta. Nói vậy thôi chứ cũng chưa biết điểm. Vâng ạ. Và hiện tại thì mọi người cũng đã chứng kiến được số điểm hai cặp đôi này đang ngang bằng điểm nhau. Và số điểm của nhạc sĩ Huy Tuấn sẽ quyết định xem thí sinh nào sẽ giành được giải quán quân của Trời Sinh Một Cặp mùa thứ 6. Nhưng sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu như số điểm hai cặp đôi bằng nhau, chúng ta sẽ tính điểm quá trình từ đầu chương trình đến đêm chung kết. Thí sinh nào có tổng số điểm cao hơn sẽ giành được ngôi vị quán quân. Còn trường hợp còn lại, giám khảo Huy Tuấn cho một số điểm có sự chênh lệch nhau. Và em đang rất tò mò, không biết là trường hợp thứ nhất hay trường hợp thứ hai xảy ra. Trường hợp thứ nhất không xảy ra. Wow, trường hợp thứ nhất không xảy ra đồng nghĩa với việc là hai số điểm mà nhạc sĩ Huy Tuấn dành cho hai cặp đôi này có sự chênh lệch nhau. Và chênh lệch như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Phải nói là tôi rất là hãnh diện khi mà có cả ba bạn là những người cuối cùng trong cái hành trình Trời Sinh Một Cặp năm nay với tôi và ban tổ chức. Chúng tôi rất là hạnh phúc khi mà chứng kiến cái hành trình rất là thành công của ba bạn. Và để chọn ra một quán quân thì tôi luôn luôn nghiêng về một người mà có một cái hành trình luôn luôn cho mọi người thấy sự cố gắng, sự dấn thân, có những cái phần trình diễn kết hợp với đội trưởng mình một cách ăn ý nhất. Đó là lý do vì sao tôi cho mỗi người một cái số điểm rất là khác nhau, để tôi cũng chọn luôn quán quân cho chính mình. Bởi vì tôi nghĩ rằng sự lựa chọn của tôi cũng chắc cũng sẽ được nhiều sự đồng thuận của các bạn thí sinh năm nay cũng như là khán giả chứng kiến đêm chung kết vừa rồi. Và thí sinh được điểm 10 tuyệt đối từ tôi thuộc về thí sinh của đội trưởng. Ngày mai hãy chúng tôi cùng quên nhóm trọn vẹn bình minh, ngập tràn sắc sống cười trên môi đẹp xinh. Ngày mai đến bên tôi gần hơn, biết bao nhiêu niềm vui giờ chờ anh. Và hãy hát say sưa cùng tôi những yêu thương đầy vơi, khi tràn đôi tay và thời gian như ngừng trôi như giấc mơ. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau, tôi cũng buồn nơi trái tim. Thôi những người có đâu hay người mất nhiều, lại là em chẳng phải tôi. Thí sinh của đội trưởng Giang Hồng Ngọc. Và xin mời nhạc sĩ Huy Tuấn sẽ lên trao giải nhì cho Á hậu siêu mẫu Hoàng Thùy và đội trưởng Bùi Lan Thương. Và xin mời ông Nguyễn Đức Hòa, phó trưởng ban thanh thiếu niên đài truyền hình Việt Nam, và bà Hà Thị Tú Vân,
Phó Giám đốc Công ty Vietcom sẽ cùng lên sân khấu để trao giải quán quân cho thí sinh Hải Đăng Đu cùng với đội trưởng Giang Hồng Ngọc. Và chúng ta đã tìm ra được ngôi vị quán quân của trời sinh vật cặp mùa thứ 6 cuộc chiến ca năm, đó chính là TikToker Hải Đăng Đu và đội trưởng Giang Hồng Ngọc. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với chương trình trời sinh vật cặp mùa thứ 6. Xin cảm ơn các vị giám khảo, các vị đội trưởng cùng với các thí sinh đã đồng hành cùng với trời sinh vật cặp mùa 6. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình trời sinh vật cặp mùa thứ 6 cuộc chiến ca năm. Chương trình trời sinh vật cặp do đài truyền hình Việt Nam thực hiện đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.